là một trong các nội dung của kế hoạch làm việc với huyện Bắc Mê. Sáng ngày 9 tháng 6 tại thôn Bản Khén, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy ở các chi bộ đảng của xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê. Qua khảo sát thực tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các chi bộ của xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê trong quá trình triển khai các nội dung chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên và quần chúng nhân dân. Trao đổi, trò chuyện với bí thư các chi bộ, bày tỏ niềm vui khi cuộc sống của nhân dân trên địa bàn từng bước được cải thiện. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực tế cuộc sống chính là nền tảng thúc đẩy bộ mặt kinh tế xã hội, nhất là khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc hơn. Đặc biệt là một số chương trình hiện nay tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt như cải tạo vườn tạp, bài trừ hủ tục, phong tục lạc hậu, nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, các chi bộ cần đẩy mạnh quán triệt đến từng đảng viên, quần chúng nhân dân, thấm nhuần để cùng thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh duy trì sinh hoạt đầy đủ, thì các chi bộ cần phát huy tinh thần trách nhiệm đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết với nội dung gắn liền với những công việc cụ thể, thực tế ở thôn bản mình, quan tâm sát sao hơn đến việc học tập của con em và các hoạt động giáo dục ở địa phương. Liên quan đến vấn đề xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo. Do đó, cấp ủy, chính quyền xã Lạc Nông cần thực hiện quyết liệt, đồng thời trên cơ sở thế mạnh của địa phương cần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập để cuộc sống của người dân bớt khó khăn.